Chào mừng bà con nông dân đã quay trở lại với kênh Xuân Nông TV. Phơi sấy nông sản bằng các phương pháp thông thường sẽ rất hạn chế về số lượng cũng như là chất lượng của nông sản. Bên cạnh đó còn tốn nhiều chi phí cho nhân công. Và những hình ảnh mà bà con nông dân đang nhìn thấy đó chính là hình ảnh Xuân Nông đang thi công lắp đặt công trình nhà kính phơi sấy chuối tại Gia Lai. Ngoài việc phơi sấy chuối thì nhà kính phơi sấy nông sản còn có thể sử dụng để phơi sấy các loại nông sản khác như các loại nấm như linh chi, bào ngư, các loại thảo dược như chùm ngây, đinh lăng, v.v. các loại trái cây khác nhau như chuối, hồng, thơm, rau, củ quả và các loại thủy hải sản khác nhau. Và việc chọn khu đất để bố trí nhà phơi sấy rất là quan trọng. Bà con nông dân nên chọn nơi đón nắng, không bị cây cối, nhà cửa hay các kiến trúc khác che nguồn sáng từ mặt trời. Và phải có gió trong lành, xa nguồn không khí ô nhiễm như các trang trại chăn nuôi. Và bước đầu tiên xây dựng nhà kính phơi sấy, Xuân Nông thực hiện khoan móng cột, đổ bê tông lõi sắt phi 42. Các móng cột chắc chắn sẽ giúp cho nhà kính thêm phần chắc chắn trước những gió lớn, mưa to. Bước tiếp theo đó chính là thi công khung nhà kính. Và nhà kính phơi sấy nông sản được thiết kế theo kiểu mái vòm với những vật tư và những thông số như sau. Cột được làm từ sắt phi 49, dày 1.4mm mạ kẽm và các đà dài sắt phi 42, dày 1.2mm mạ kẽm và hệ thống cửa là cửa hai cánh và toàn bộ hệ thống nhà kính sẽ được phủ bằng màn PE 150 micron. Và các công trình nhà kính, nhà màng và nhà lưới do Xuân Nông thi công đều sử dụng các bán liên kết, do đó rất chắc chắn và có thể chịu được sức nặng cũng như là gió lớn. Và nhà kính phơi sấy nông sản là một mô hình nhà kính ứng dụng hiệu ứng nhà kính. Ánh sáng mặt trời xuyên qua tấm màn PE sẽ tạo nên hiệu ứng trong nhà kính và làm nhiệt độ bên trong nhà kính sẽ cao hơn bên ngoài, do đó nông sản sẽ nhanh khô hơn, an toàn và không lo bị bụi bẩn. Bên cạnh của việc lựa chọn vị trí của nhà kính sấy nông sản, việc thi công móng cột, khung sắt, lập màn PE thì việc cán nền cho nhà kính sấy nông sản cũng rất là quan trọng. Và nền của nhà kính phơi sấy nông sản được cán bằng bê tông và nền bê tông cũng giúp cho nhiệt độ bên trong nhà kính sẽ cao hơn nhiệt độ bên ngoài. So với những phương pháp sấy thông thường thì công nghệ sấy bằng năng lượng mặt trời sẽ tận dụng được nguồn nhiệt sạch từ năng lượng mặt trời. Nhà kính phơi sấy nông sản ứng dụng không hao phí nhiều điện năng trong quá trình sấy, có thể cách ly thực phẩm hoàn toàn với các yếu tố từ môi trường bên ngoài như mưa, bụi và côn trùng. Do đó nông sản có thể đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm, phù hợp để sản xuất các loại thực phẩm nông sản. Và trên đó chính là những hình ảnh mà anh em Xuân Nông đang thi công lắp đặt mô hình nhà kính phơi sấy nông sản tại Gia Lai. Và nếu như bà con nông dân có quan tâm đến mô hình nhà kính phơi sấy nông sản hoặc các mô hình nhà lưới, nhà màng, nhà kính nông nghiệp, hãy liên hệ ngay về số điện thoại được hiện trên màn hình để được tư vấn. Xuân Nông xin chào và hẹn gặp lại bà con nông dân.